chúng ta tiếp tục chương 8 thiết kế mạch tuần tự phần nguyên lý và chúng ta sang cái nội dung thứ ba đó là nguy hiểm của cái việc tổng hợp à, sử dụng các cái cổng cơ bản. À, như chúng ta đã thảo luận từ đầu à, các mạch điện tuần tự không đồng bộ có thể được xây dựng à, từ đầu bằng cách thêm à, cái vòng hồi tiếp kín vào à, cái các thành phần tổ hợp mặc dù các cái mạch không đồng bộ này nè, à, nó có khả năng chạy nhanh hơn và nó tiêu tán công suất ít hơn, nhưng cái việc thiết kế mạch điện không đồng bộ thì nó là khó, ha, bởi vì à, nó có các cái cuộc chạy đua tiềm ẩn và nó có thể dao động. À. và bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát chi tiết để biết thêm à, cái thủ tục thiết kế thì hoàn toàn khác so với cái phương pháp thiết kế mạch đồng bộ có nghĩa rằng là cái cách thiết kế không đồng bộ nó khác hoàn toàn so với phương pháp thiết kế đồng bộ và chúng ta nên tránh sử dụng cái phần mềm thiết tự động thiết kế mạch điện tử eda bình thường để tổng hợp các cái mạch điện tùng không đồng bộ À, do cái tài liệu này tức là cái tài liệu trong cái cuốn sách này chủ yếu là người ta nói về cấp à, tổng hợp ERT do đó chúng ta sẽ không thảo luận cái chủ đề thiết kế mạch à, tuần tự không đồng bộ một cách chi tiết à, tức là chúng ta chỉ không bàn luận về cái đó chủ yếu chúng ta đi thiết kế mạch đồng tuần tự đồng bộ à, nhưng à, cái ví dụ à, theo sau sẽ minh họa À, cái nguy cơ tiềm ẩn à, của việc sử dụng à, các cái thủ tục tổng hợp bình thường để mà đi à, xây dựng một cái mạch à, không đồng bộ tức là chúng ta sẽ đi chứng minh à, cách thức chúng ta sử dụng một cái à, chương trình tổng hợp bình thường để đi xây dựng à, mạch à, không đồng bộ chúng ta xem xét một cái mạch chốt D à, đây là cái mạch chốt D mà chúng ta đã giới thiệu có ngõ vào D và C ngõ ra Q khi C bằng 0 thì ngõ ra Q giữ nguyên trạng thái và khi C bằng 1 thì ngõ ra Q uh, C bằng D và chúng ta có thể dễ dàng uh, chuyển đổi cái bản trạng thái thành chương trình VSDL và chúng ta đi khai báo entity 1 D C và Q D C là các ngõ vào Q là ngõ ra và chúng ta sang phần kiến trúc và chúng ta khai báo một cái tín hiệu Q let kiểu dữ liệu std logic ha, process cd we let begin nếu c bằng 1 then we let được gắn bằng đây ha, như vậy thì khi đó chúng ta đã mở thông dữ liệu ha, ngược lại thì c bằng 0 thì we let lại gắn bằng chính we let và kết thúc lệnh if kết thúc cái process mà chúng ta lấy cái tín hiệu we let chúng ta gắn cho ngõ ra we như vậy trong đây chúng ta đã mượn một cái tín hiệu we let để xử lý sau đó chúng ta gán cái tín hiệu let cho ngõ ra quy rồi thì bây giờ chương trình đã được viết xong rồi à, vì mục đích minh họa cho cái việc à, nguy hiểm ha, tổng hợp cấp độ cổng cho nên chúng ta cần phải à, chuyển đổi cái chương trình tức là đi vẽ cái sơ đồ khái niệm ha. và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái sơ đồ cấp độ cổng luôn tức là cuối cùng cái việc tổng hợp À, của cái chương trình mạch chốt đây thì chúng ta sẽ được cái mạch điện dùng các cái cổng logic như thế này và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích ha cái khoảng thời gian của cái mạch này nó sẽ tìm ẩn những cái nguy cơ gì mà chúng ta cần phải cẩn thận ha người ta nói lên mức độ nguy hiểm của nó rồi thì ở đây người ta sẽ cho C ban đầu cho C bằng 1 ha, C là tín hiệu ngõ vào ở đây và tín hiệu DC cũng là đã được xác định ha, được xác định bằng một à, luôn. Rồi tín hiệu ngõ ra cn là đảo của tín hiệu à, hiệu c nó cn not ha nó đang bằng không. Rồi tín hiệu QCN cn cũng đang bằng không. Tín hiệu ngõ ra Q ha, đang bằng một. Rồi thì à, dc bằng một ha, cho nên qua cổng O làm cho ngõ ra quy bằng một và mỗi cái xác định ha trước khi có sự thay đổi vào thời điểm t không và bây giờ chúng ta đi xem xét tại T0, tín hiệu C thay đổi sang mức 0. À, như vậy thì tại thời điểm T0, tín hiệu C thay đổi từ 1 về 0. Và sự thay đổi của C này thì chúng ta thấy rằng nó rẻ làm hai nhánh. À, nó sẽ tác động đến cái cổng not và nó tác động đến cái cổng N. Và nó sẽ làm cho tín hiệu CN và DC thay đổi và dĩ nhiên sau khoảng thời gian trễ. Tại T1 nào, tức là sau khoảng thời gian trễ là T tại T1 đây. Thì tín hiệu DC sẽ thay đổi từ 1 về 0. Tín hiệu CN sẽ thay đổi từ 0 lên 1. Như vậy thì trước đó là DC này bằng 1 ha, mình đã cho DC bằng 1, tức là C trước đó bằng 1 cùng với D bằng 1. Bây giờ C thay đổi thì dẫn đến DC thay đổi và nó từ 1 về 0 tín hiệu cn từ không lên một à. rồi tại thời điểm t 2 t 2 là ở đây tức là sau khoảng thời gian cái sự thay đổi bây giờ sẽ tác động đến tức là cn và dc sẽ thay đổi tác động đến hai cái cổng n và cổng o này thì tại thời điểm t 2 qcn qcn à, chính là cổng n này à, sẽ thay đổi và như vậy qcn đang bằng không sẽ lên mức một Tại vì trước đó quy đang bằng 1 ha, quy đang bằng 1. Hồi tiếp về đây còn C à, là bằng 0 qua cái này bằng 1 rồi cho nên ngõ ra quy C nó sẽ lên mức 1. Còn cái tín hiệu à, quy sẽ thay đổi ha, quy sẽ thay đổi theo cái tín hiệu DC và do DC xuống mức 0 cho nên tín hiệu quy sẽ thay đổi xuống mức 0 tại thời điểm T2. Hai cái này xảy ra cùng một lúc. Rồi đến thời điểm T3 thì cái tín hiệu à, Q bây giờ thay đổi nó lại hồi tiếp về cái cổng N này. À. Rồi tại thời điểm T3 thì Q thay đổi à, tùy thuộc vào cái QCN ha. À. Và nó sẽ làm QCN thay đổi theo. À như vậy thì à, Q thay đổi từ 0 lên 1 thì QCN thay đổi từ 1 ha à, từ 1 về 0. Và nếu ta tiếp tục xem xét tiếp T4, T5 thì các cái tín hiệu QCN này nó lại thay đổi, nó hình thành nên một cái vòng hồi tiếp kín. À, tín hiệu về đây thay đổi, tín hiệu trước đó đây làm cho ngõ ra này thay đổi, lại sang một khoảng thời gian kế nó cứ lung phiền, nó tạo thành một cái vòng hồi tiếp kín. Kết quả của cái việc thay đổi này là nó tạo ra dao động, như vậy thì ngõ ra Q sẽ bị dao động và như vậy thì cái việc tổng hợp xây dựng mạch điện như thế này là nguy hiểm không thể nào sử dụng được và như vậy thì cái phần trình bày về cái việc tổng hợp nguy hiểm của việc tổng hợp dùng cổng logic thì chúng ta phải hết sức cẩn thận và như vậy thì cái phần trình bày 8.3 đến đây là xong các bạn có cái gì chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm